anh đi ra ra đây bán rẻ cho anh. Đang nghiên cứu xem là cái quả nào bên hút và cái quả nào đằng bên phụng. Đó. Tại vì mỗi cái là nó khác. Hai quả đó là khác. Bên hút và bên xả. Nên là anh này anh làm một gọi là kỹ sư của bên nước ngoài, nó chuyên độ xe. Đó. Anh này là anh năm nay anh gần 60 tuổi rồi. Anh trai này anh là người người của nước nào chị? Người Mỹ. Người Mỹ hả? Đây là anh này thì anh phơi nắng thì không thể nào có đen được. Đó, chỉ có đỏ. Nó giống như là con gà chọi. Đầu nó giống như con gà chọi. Chỉ có đỏ. Anh đang nghiên cứu là giáp con em Varsity Series nhập nó quý chị phải điều động là anh này anh từ bên nước ngoài về Việt Nam làm. Lấy khăn cho anh. Làm sao? Lấy đồ nữa hả? Lấy đồ vô để chỉ. À điện thoại hả? À ý là anh có điện thoại nhưng mà anh không xài, anh phải có điện thoại riêng của anh á. Sạc pin đi. Sạc pin nhỉ. Nên là xe này thì anh đã test rồi, anh đã vừa mới cho máy vô để kiểm tra test trên cái hệ thống xe BMW này. Đó. Đây là anh rất là giỏi tiếng Anh và anh là một kỹ sư mà khi anh qua Việt Nam mình anh kêu là lúc nào Việt Nam mình cũng có công việc để làm suốt cả ngày vậy hả? Chứ còn bên nước ngoài là nó phải giống kiểu là đặt lịch, giống kiểu là đặt lịch ấy. À, rảnh rỗi và cái thời gian mà đi chơi và những cái thành cái thời gian đi chơi mà nó công việc có thì nó không có được nhiều như như Việt Nam mình. Đó, cái công việc nó dồi dào như ở Việt Nam của mình. Đó thì ngày hôm nay thì anh vô anh kiểm tra test hết tất cả những cái dòng xe anh là người Mỹ đó. Đó, anh đang lấy cái điện thoại của anh ấy, chuyên môn của anh ấy. Korea. Yeah, here Chevrolet Cruze same car. Same car. Đúng rồi. Là sao? Là giống kêu giống xe Cruze á. À, đúng rồi. Cruze với đại Lacetti nó cùng loại mà. Đúng rồi. Quả này ở đây này. Anh có cái điện thoại gì mà hay đấy. À. Vậy là anh phải search lên Google hả? À. Rồi cassette. Ừ.
À, anh cũng nghiên cứu là cái đặt cam. Đây. Cân cam của em này. Đó. Thế là hồi nãy là anh chưa tìm ra phân biệt được cái nào là của bên hút và cái nào và bên xả. Anh phải coi trên này mới đúng. Intake XL. Đó, thấy không? À, đó. Yes. Tính ra anh này là cũng thông tin nó có thông tin trên mạng hết. Cái bọn này nó dành cái tung cái Google mà. Đúng rồi. Đúng rồi, search trên Google đúng không? Hả? À. Mm-hmm. Yeah. Look. Let those in here, or you line them up. Ok đó. Ý là anh kia là cho vô hả? Bắt vô. Đưa cái con ốc cốt máy vào đây. Chạy đường đi dây cái dây này tiếng Anh là gì ta? Bell, right? This is the bell. Yeah, that's your timing bell. Timing bell. Other belts. This is your timing bell. That keeps your motor. Timing bell. Dây cam. Chạy. Như anh này là buổi tối mới dạy chứ ban ngày anh cũng ở nhà anh chơi thôi. Ban ngày có hôm dạy. Dành dành thì kêu anh ra ngoài này chơi. Ý là dành dành anh ra ngoài này chơi. Đây là hẹn anh chị tập tiếp theo nha. Đây là tập này rất là dài. Đó.